mắc những cái bệnh lây nhiễm virus. Thưa bác sĩ, là nếu như là chúng ta bị những cái bệnh về lây nhiễm virus thì chúng ta sẽ có những cái phương án phòng như thế nào ạ? Phương pháp phòng lây nhiễm virus tốt nhất là tiêm phòng vaccine. Tiếp đến là đeo khẩu trang khi bị bệnh hoặc tiếp xúc với người bệnh. Như vậy sẽ tránh được việc lây nhiễm cho người xung quanh. Như vậy là rõ ràng là chúng ta ngoài cái ý thức là khi chúng ta gặp những người bị bệnh, chúng ta cũng cần phải có cái sự tự mình ý thức bảo vệ mình, tránh tối đa những cái sự mà tiếp xúc. Nhưng đến ngay cả bản thân chúng ta trong quá trình bị bệnh, chúng ta cũng phải ngăn là không để làm lây nhiễm cho người khác thông qua rất nhiều cái cách trong cái vệ sinh, trong những cái tiếp xúc sinh hoạt hàng ngày. Cái điều này thì cũng mong quý vị và các bạn cũng lưu